Bây giờ chúng ta sẽ đến với set cuối của cuộc đối đầu đầu tiên ở trong Cúp Quân đội mở rộng năm 2019 diễn ra 5 set. Đây là trận đấu đầu tiên ở Cúp Quân đội năm 2019 diễn ra trong 5 set. Trận đấu giữa Kinh Pha Quảng Ninh và Thông tin Liên Việt Postbank. Vẫn còn tình huống phòng thủ tốt của Lê Thị Yến. Đó là pha xử lý tốt của Việt Hương. Tỷ số ở set thi đấu thứ 5 là 1-0 nghiêng về phía Thông tin Liên Việt Postbank. Bản lề của trận đấu ngày hôm nay đó là sự thay đổi ở vị trí chuyền hai của ông Bùi Huy Sơn khi rút Lâm Oanh rời sân. Nhanh chóng thì tỷ số đã được cân bằng 1-1. Ăn bóng tốt. Ở chân tư đầu Vĩnh. Phạm Hải Yến. Vẫn còn, tiếp tục là cơ hội của Kinh Pha Quảng Ninh. Hai tình huống phòng thủ tốt của Âu Hùng Nhung. Một tình huống bỏ bóng hai bất ngờ. Kiều Trinh. Tiếp tục là cơ hội dành cho Kinh Pha Quảng Ninh. Vẫn còn. Như vậy là điểm số thứ hai, một điểm số diễn ra rất dài, đã thuộc về Thông tin Liên Việt Postbank. Cả hai bên đều thi đấu rất xuất sắc. Một tình huống diễn ra cực hay. Hàng sau của cả hai bên thi đấu rất tốt. Và những sự bất ngờ cũng đã được tạo ra từ những vận động viên của chuyền 2. Tuy nhiên thì pha bóng vừa rồi, Thông tin Liên Việt Postbank đã giành phần thắng. Một tình huống phối hợp không thành công giữa Lê Thị Hồng và Ribeiro Lê Thị Yến. Tỷ số được nâng lên 3-1. Ở trong set thi đấu thứ 5 chỉ có 15 điểm thôi. Các đội cần phải thi đấu chắc chắn ngay từ những điểm số đầu tiên. Lại là một tình huống bắt bước 1 không thành công. Lần này đến lượt Lê Thị Hồng. Tỷ số được nâng lên 4-1. Bây giờ thì Kinh Pha Quảng Ninh đã xin hội ý. Còn Kiều Trinh, một vận động viên trẻ thi đấu đầy triển vọng bên phía Thông tin Liên Việt Postbank, đó là Kiều Trinh. Kiều Trinh đã có tên trong bản danh sách hai dự vòng chung kết U23 châu Á vừa sắp chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội. Tỷ số lúc này đang là 5-1 nhưng về phía Thông tin Liên Việt Postbank. Đó là một tình huống xử lý tốt. Bóng trong sân. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-5. Không phải là những pha bóng quá uy lực, nhưng những pha đập bóng của Hải Yến luôn luôn đi đúng đến những vị trí rất khó để có thể phòng thủ hàng sau. Tỷ số bây giờ đang là 2-5.
vẫn còn. Rất có một tình huống mà đội trưởng bên phía Kinh Pha Quảng Ninh đã có một tình huống phòng thủ không tốt. Bây giờ thì Hoàng Kim sẽ được rút ra vào sân, sẽ là chuyền hai Thanh Vân. Cả hai chuyền hai của Kinh Pha Quảng Ninh đều rất lớn tuổi rồi. Việt Hương phát bóng. Lần này thì Bùi Trịnh Hà đã đọc đúng ý đồ của Big Bun. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì đã có rất nhiều những tình huống phối hợp đánh nhanh ở vị trí số 3, Big Bun thực hiện thành công. Tuy nhiên tình huống vừa rồi, tình huống quan trọng của set thi đấu thứ 5, Big Bun đã thất bại trước Bùi Trịnh Hà. Những tình huống phòng thủ rất tốt của Kinh Pha Quảng Ninh mà họ lại đã có được điểm số thứ 3. Những nỗ lực phòng thủ không ngừng nghỉ của họ đã đền đáp bằng một điểm số. Đỗ Thị Minh, tình huống chắn bóng tốt của Bích Vân. Điểm số thứ tư dành cho các cô gái đến từ đất mỏ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-7. Thời cơ nhanh của Bùi Thị Hà, tỷ số bây giờ đang là 8-4. Như vậy là sau điểm số thứ 8 thì hai đội sẽ đổi sân để tiếp tục thi đấu. Một trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đây là trận đấu đầu tiên của cúp quân đội mở rộng năm 2019 diễn ra trong 5 set. Rất tốt, đó là những tình huống điểm mạnh của Hải Yến. Không phải là một vận động viên có những pha bật đà tốt, tuy nhiên Hải Yến những pha dứt điểm của cô luôn có độ hiểm hóc nhất định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-8. Một tình huống phát bóng mất điểm rất đáng tiếc. 6 điểm số nữa thôi thì thông tin về Postbank sẽ giành chiến thắng. Đỗ Thị Minh phát bóng dành cho thông tin. Đó là pha đập bóng của Phạm Thị Huệ. Tỷ số bây giờ là 10-5. Khoảng cách là 5 điểm. 5 điểm để cho Kinh Pha Quảng Ninh có thể cân bằng tỷ số ở trong set 5. Và cũng là 5 điểm để cho Thông tin Liên Hiệp Postbank giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này. Một pha phối hợp chiến thuật rất hay. Một tình huống chuyển bóng sau lưng và ngay lập tức Bùi Thị Hà, một tình huống quen thuộc, nhảy bật đà một chân. Kết thúc chéo sân, tỷ số được nâng lên 11-5. Bây giờ thì bên phía Kinh Pha Quảng Ninh đã xin hội ý. Con này
khoảng cách đang là 6 điểm. Với một huấn luyện viên trưởng như bà Lê Thị Hiền, những gì bà đã làm được cho King Power Quảng Ninh đến lúc này là một điều hoàn toàn đáng khen ngợi. Một đội bóng mà mục tiêu là trụ hạng ở mùa giải năm nay đang thi đấu rất hay ở vòng 1 và lúc này cũng đang thể hiện phong độ rất tốt. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-11. Vừa rồi là pha ghi điểm của Lê Thị Hồng. Hàng sau của King Power Quảng Ninh ở vị trí vừa rồi chỉ có 2 vận động viên thôi và không thể nào có thể bao quát hết được khu vực. Tiếp theo sẽ là tình huống phát bóng của Bùi Thị Nga. Tỷ số lúc này đang là 6-12. Một tình huống lỗi rất đáng tiếc. 13-6. Cơ hội càng ngày càng thấp dành cho King Power Quảng Ninh. Lê Thị Hồng và đẩy bóng 2 rất hay, vẫn còn. Cơ hội dành cho King Power Quảng Ninh. Và phòng thủ tốt của Lê Thị Yến. Tỷ số lúc này là 14-6. Cơ hội giành matchpoint đã đến với Thông tin Liên Việt Postbank. Bùi Thị Nga sẽ là vận động viên phát bóng. Điểm dành cho King Power Quảng Ninh, lỗi vượt chắn. Đó là một tình huống vượt lưới. Rồi đang có điểm 14 nữa thôi. Cả những khí nữa. Tỷ số lúc này đang là 7-14, Quảng Ninh phát bóng. Thành Vân sẽ phát bóng. Khoảng cách là 7 điểm, một khoảng cách khá lớn. Còn một điểm đứt quả đấy này. Quả đấy đi có đứt đây có một cái đứt này. Vẫn còn. Đó là một tình huống phòng thủ tốt của King Power Quảng Ninh. Bóng ra ngoài. Như vậy là điểm số vừa rồi thuộc về Thông tin Liên Việt Postbank. Trọng tài đã xác định bóng đã chạm chắn. Và như vậy là chung cuộc, Thông tin Liên Việt Postbank đã có một màn lội ngược dòng trước King Power Quảng Ninh với tỷ số 3-2. Một trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Ngay sau trận đấu này chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Biên Phòng và Quân Khu 4. Quân Khu 4 là đội bóng chủ nhà. Ở trận đấu ra quân thì Quân Khu 4 đã giành chiến thắng trước Tràng An Ninh Bình với tỷ số 3-0.